Chào tất cả anh chị em nhé. Đây hôm nay mình đọc báo giùm các bạn nha. Đó, như hôm nay ngày 2, Bộ Y tế cho biết là bệnh nhân THK là người thứ 7 bị nhiễm bệnh đấy nha. Báo Tuổi Trẻ đã đăng người phụ nữ đội mưa phát khẩu trang miễn phí này nha. Bây giờ đọc nhìn này nha. Đây bây giờ là khẩu trang là dọc đường phố, bây giờ người ta đang phát khẩu trang miễn phí này nha bà con. Đây tấm lòng của người Đồng Tháp với sẻ chia khẩu trang với mọi người xung quanh này nha. Đấy, ở Đồng Tháp quá trời khẩu trang đang chia sẻ đấy bà con. Tất cả người đi đường đều được phát khẩu trang. Đây là những người đang chờ lệnh khẩu trang này. Còn đây là ở Hồ Chí Minh, ở đường phố thành phố Hồ Chí Minh. Như báo Tuổi Trẻ đưa tin đó, bà Trương Đan Thủy, đây Trương Đan Thủy là đội nắng đội mưa để phát khẩu trang cho người dân đi đường. Đây, đây là bà Trương Đan Thủy đang phát khẩu trang ở ngã tư, phát khẩu trang miễn phí nè. Anh chị em đừng có quên bấm like rồi thì đăng ký rồi bấm chuông cho mình nha. Rồi mình sẽ đọc tiếp nữa nha. Tất cả các đường phố ở Sài Gòn đều được phát khẩu trang. Đây bà Trương Đan Thủy đang ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, người phụ nữ cả tuần đội nắng đội mưa đi phát khẩu trang. Tình hình dịch corona đường phố Sài Gòn thì cũng thương người bớt, thấy ít xe cộ hơn. Đấy, thấy ít xe cộ hơn. Những nơi công cộng như quán cà phê rồi khách sạn hoặc là trước các cái biệt thự đấy, người dân là thưa thớt hơn những ngày bình thường. Tất cả mọi người đều được nhận khẩu trang đeo đó, nhưng người dân này cũng đang chờ lấy khẩu trang này. Sao họ lại không đeo khẩu trang ra đường mà phải chờ như vậy cũng rõ nữa. Như vậy là việc mà phòng ngừa corona này chưa nghiêm lắm ha. Người dân đi ra đường vẫn chưa đeo, đang chờ khẩu trang. Điển hình như ông xe này, ông chạy xe này này. Đấy, như bà này, ông này nữa. Bà Nguyễn Thị Phong gì đây nè, đâu có đeo gì đâu. Họ đâu có cảm thấy sợ sệt gì đâu. Đây là một cách phát khẩu trang mà là một cách nhắc nhở cho người dân phải biết phòng ngừa những cái bệnh đại dịch này rất là nguy hiểm, bệnh dịch corona. Đây là bà Trương Đan Thủy, người phát khẩu trang miễn phí đội nắng đội mưa một tuần phát khẩu trang miễn phí. Đây một tấm lòng nhỏ nhưng mà giúp ích cho được rất nhiều người. Rồi cảm ơn bà Trương Đan Thủy. Còn đây là ngõ 64 Kim Giang Hà Nội, là tiệm thuốc tây bán khẩu trang tăng giá cao này nha. Đây là điển hình một tiệm nha, còn đâu đó còn rất nhiều tiệm là lợi dụng lúc này để tăng giá khẩu trang cao lên gấp 2 gấp 3 lần. Đây là những cái biển hiệu cảnh báo cái con vi trùng corona, tất cả mọi người đều phải cảnh giác nó. Đấy, chẳng hạn như người phụ nữ này đó, corona là cái hình tượng của cái con vi khuẩn là như vậy đấy. Đó, người kính hiển vi chụp vô nó nhìn thấy như vậy đấy. Còn đâu đó trên các dọc tuyến đường phố, đường quốc lộ là các cảnh sát giao thông cũng là lên xe để phát cho bà con khẩu trang. Nói đến corona chưa xong thì bây giờ ở Trung Quốc, ở tỉnh Hồ Nam lại phát hiện là dịch cúm gà. Từ 13 giờ chiều nay, chiều ngày 1 đấy, là tất cả các chuyến bay Vietjet đều ngưng bay giữa tuyến bay Việt Nam Trung Quốc. Việt Nam công bố người thứ 7 nhiễm virus corona ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh này. Tại bệnh viện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, người thứ 7 Việt Nam dương tính với virus corona đang cách ly. Còn đây là Việt Nam trao tặng tỉnh Vân Nam Trung Quốc hàng nghìn khẩu trang y tế phòng chống dịch. Còn hơn thế nữa, bây giờ ở đây thì tặng một người hai cái khẩu trang chống dịch corona, tặng một người hai cái khẩu trang.
Còn đây là ở miền Trung này nha, Quảng Trị này nha, chuẩn bị cách ly 250 người từ nước có dịch corona trở về. Còn nước ngoài thì họ lại đang nghiên cứu để mà tạo ra khẩu trang tái sử dụng 100 lần mà diệt corona. Đúng là corona nguy hiểm quá.